Lạm phát là gì? Lạm phát, inflation, là sự tăng mức giá chung một cách liên tục của hầu hết các loại hàng hóa và dịch vụ theo thời gian và sự mất giá trị của một loại tiền tệ nào đó. Khi lạm phát xảy ra với cùng một lượng tiền tệ, bạn sẽ chỉ mua được ít hàng hóa và dịch vụ hơn so với trước đó. Khi so sánh với các nước khác, lạm phát được hiểu là sự giảm giá trị tiền tệ của một quốc gia này so với các loại tiền tệ của quốc gia khác. Ví dụ dễ hình dung nhất về lạm phát, trước đây khi đi chợ bạn chỉ tốn 100.000 đồng cho một bữa ăn. Còn bây giờ, bạn phải mất 150.000 đồng mới mua được bữa ăn y hệt như trước. Điều này có nghĩa, lạm phát đã tăng thêm 50% trong khoảng thời gian này. Lạm phát là căn bệnh mãn tính của nền kinh tế thị trường, nó vừa có tác hại lẫn lợi ích. Nếu nền kinh tế có thể duy trì, kiềm chế và điều tiết được lạm phát ở tốc độ vừa phải thì nó sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tốc độ lạm phát khoảng 2-5% ở các nước phát triển và dưới 10% ở các nước đang phát triển được coi là tối ưu. Nên làm gì khi lạm phát tăng cao? Trước tiên chúng ta cần biết lạm phát được chia làm 3 cấp độ. 1. Lạm phát tự nhiên. Tỷ lệ lạm phát dưới 10% trên năm. Khi lạm phát ở mức độ này, nền kinh tế vẫn được hoạt động một cách bình thường, ít rủi ro và đời sống của người dân vẫn ổn định. 2. Lạm phát phi mã. Tỷ lệ lạm phát từ 10% đến dưới 1.000%. Khi lạm phát ở mức độ này sẽ làm cho giá cả chung tăng lên nhanh chóng và gây biến động lớn về kinh tế. Lúc này, bạn nên tích trữ hàng hóa, vàng bạc, bất động sản, cổ phiếu của các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa dịch vụ thiết yếu và hạn chế cho vay tiền ở mức lãi suất bình thường. 3. Siêu lạm phát. Tỷ lệ lạm phát trên 1.000%. Xảy ra khi mức độ lạm phát đột biến tăng lên với tốc độ cao và vượt xa so với lạm phát phi mã. Tình trạng siêu lạm phát sẽ để lại hậu quả vô cùng lớn. Khi xảy ra, quốc gia sẽ khó phục hồi nền kinh tế trở lại về tình trạng như lúc ban đầu. Tuy nhiên, siêu lạm phát gần như rất ít khi xảy ra. Và nếu điều này xảy ra thì bạn sẽ cần chuẩn bị cả bao tải tiền chỉ để mua một chai sữa ngoài chợ. Nếu phản ứng vào giai đoạn này là khá muộn và rất khó khăn để đảo ngược tình thế, do bạn vẫn cần chi tiền cho các nhu cầu thiết yếu để sống, nhưng bạn cũng cần giữ tiền vì chính phủ sẽ tìm mọi cách để kiềm chế lạm phát và gia tăng giá trị đồng nội tệ. Như vậy, tùy từng mức độ lạm phát chúng ta sẽ có phản ứng phù hợp. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, chính phủ các nước rất ưu tiên mục tiêu kiểm soát lạm phát ổn định ở mức độ lạm phát tự nhiên, từ đó giúp nền kinh tế duy trì hoạt động một cách bình thường, ít rủi ro và đời sống của người dân vẫn được đảm bảo.